Nhà nghiên cứu chính trị Hà Hoàng Hợp từ Singapore bình luận rằng đã có một kế hoạch sẵn cho phiên xử, mà mọi chú ý được tập trung vào cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và người từng trốn sang Đức rồi xuất hiện tại Hà Nội, ông Trịnh Xuân Thanh. Người ta làm như thế tức là người ta có kế hoạch, có sắp xếp, người ta có tính toán là để cho những cái báo gọi là cái của chính phủ ấy, phải tập trung vào đấy một mà viết và đưa lên mặt báo chi tiết mấy chi tiết thì nhưng mà cũng phải rất là thận trọng, là bởi vì chỉ có thể tin được khi người ta đưa được cái video clip đấy kèm theo các cái lời nói của họ thì mình còn có cách mà mình kiểm tra xem họ nói đúng đến đâu. Nếu mà không có mà chỉ viết thế thôi thì nó vẫn có cái khả năng là nó bị sai lệch bởi cái người viết, bởi cái nhận thức của cái người viết, bởi cái bên biên tập, bởi cái người có quyết định được có cho đăng hay không. Đầu tiên, nhiều thông tin cho rằng truyền thông sẽ không được tham dự để đưa tin về phiên tòa. Tuy nhiên, thực tế ngược lại, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết các phóng viên trong nước và quốc tế được bố trí tác nghiệp tại một phòng riêng thông qua một màn hình truyền hình trực tiếp những diễn biến của phiên tòa. Nói về điều này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng phải có cái gật đầu của ban tuyên giáo với mục tiêu rõ rệt. Ông nói. Còn đây nó là cả một kế hoạch là người ta dùng báo chí để người ta làm cái công tác, một là làm truyền thông, hai là làm tuyên truyền cho cái công cuộc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một nhận xét được nêu ra là tất cả báo chí trong nước khi tường thuật về phiên tòa xử vụ án PVN và PVC đều có cùng cách diễn đạt về diễn biến phiên xử và hình thức cũng như tâm lý của các bị cáo. Đặc biệt, chú trọng đến ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh. Với kinh nghiệm báo chí của nhà báo Võ Văn Tạo, thì ông nói rằng ông có thể nhận thấy những chi tiết về diễn biến phiên tòa được tường thuật trên báo chí vẫn chưa chắc đã đầy đủ. Chắc chắn rằng có những cái lời khai rất là nhạy cảm tại phiên tòa. Anh em báo phóng viên có tường thuật tên lửa thì đem về tới tòa phản nó sẽ rơi rụng đi. Chắc chắn là như thế. Dư luận chú ý đến một nội dung mà báo chí đề cập rất thoáng qua, đó là câu trả lời của cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, ông Đinh La Thăng. Trong phiên tòa sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2018, ông Đinh La Thăng khẳng định như vậy với hội đồng xét xử. Ông nói chỉ định thầu do chủ trương của Bộ Chính trị. Ngay lập tức, câu trả lời của ông Đinh La Thăng nhanh chóng trở thành tiêu đề của các bài báo và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Không khó khi điều này làm cho hàng loạt dự đoán về những quả bom khác sẽ bùng nổ trong các phiên xử sắp tới. Nhà văn Lão Tạ chia sẻ trên trang cá nhân một loạt chân dung của các cán bộ cao cấp cùng với câu hỏi đây có phải là những vị trong Bộ Chính trị mà ông Đinh La Thăng đã nhắc đến. Facebooker Trần Lê Hòa phản ứng với câu hỏi của ông Đinh La Thăng rằng cũng rất nên đưa các thành viên của Bộ Chính trị ra tòa đối chất để làm rõ vụ án, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau đó, thông tin này không thể tìm thấy trên các trang báo mạng chính thống. Facebooker Trần Lê Hòa khẳng định điều này trên trang cá nhân. Hôm qua, 9 tháng Giêng 2018, Đinh La Thăng khai trước tòa, chỉ định thầu là chủ trương của Bộ Chính trị. Hàng loạt các báo lề đảng đồng loạt giật tít như vậy. Nhưng đến chiều hôm nay, 10 tháng Giêng 2018, thì tất cả các báo lề đảng đều đồng loạt hạ các tít bài này xuống. Với quan sát của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cũng như nhà báo Võ Văn Tạo, cả hai đều cho là kịch tính của phiên tòa đang hé lộ. Nhà báo Võ Văn Tạo nhận xét. Thế cái kịch tính nó đã lộ rồi đó. Chắc rằng trong những ngày tới này sẽ có những tình tiết là trên ông Thăng, ông ấy làm như thế thì cấp trên của ông là ai, trong chính phủ là thế nào thì khai từng người này hết ra. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cũng cho rằng kịch tính của phiên tòa hy hữu đã thể hiện ngay ở lời khai của ông Đinh La Thăng. Câu trả lời quan trọng nhất mà mình có thể nhận ra được rằng là ông ta nói rằng là ông ấy làm hoàn toàn là theo cái chủ trương của Bộ Chính trị. Nếu kịch tính được nhắc đến dè dặt trên trang báo chính thống, thì mạng xã hội chính là sân khấu để các diễn viên quần chúng được phô diễn cảm xúc. Trong nhóm góc nhìn báo chí công dân, Facebooker Võ Văn Xuân chia sẻ về phiên tòa theo quan điểm cá nhân.
buồn cho người đã một đời sống và làm việc cho chính phủ, để rồi phải đổi lấy cái kết đau thương. Buồn cho bản thân ông khi thực hiện chỉ đạo từ Bộ Chính trị và phải gánh chịu những sai trái trong thời gian ở Tập đoàn Dầu khí. Còn khi lên Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã để lại thật nhiều ấn tượng. Vẫn còn gần đến 2 tuần lễ để kết thúc phiên tòa sơ thẩm của vụ án, cũng có nghĩa là rất khó để kết luận chung về sự hiện diện của truyền thông trong nước trong toàn bộ việc đưa tin về phiên xử. Tuy nhiên, theo những gì đã diễn ra thì có vẻ như nhà báo Võ Văn Tạo hoàn toàn có cơ sở khi ông tin rằng vẫn còn có những chi tiết báo chí chưa được nhắc đến đầy đủ. Việt Nam hôm thứ Hai 8 tháng 1 bắt đầu xử án ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh cùng với 20 lãnh đạo của Tổng công ty Petro Việt Nam trong vụ làm thất thoát hàng trăm triệu đô la. Phiên xử các lãnh đạo Petro Việt Nam tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội không cho công chúng tham dự và an ninh được thắt chặt, theo tin của hãng thông tấn Reuters. Các hình ảnh do thông tấn xã Việt Nam loan tải cho thấy các bị cáo bị còng tay khi bị giải đến phòng xử án. Trong số 22 lãnh đạo Petro Việt Nam bị đưa ra xét xử, 12 người bị truy tố vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cổng thông tin của chính phủ, 8 người bị truy tố tội danh tham ô và 2 bị cáo bị truy tố cả 2 tội danh vừa kể. Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị bị bắt vào tháng trước là quan chức cao cấp nhất bị truy tố. Ông bị mất chức ủy viên Bộ Chính trị và bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do gây thất thoát nghiêm trọng khi lãnh đạo Petro Việt Nam. Cũng trong phiên tòa này, ông Trịnh Xuân Thanh, người mà Đức cáo buộc đã bị Hà Nội bắt cóc tại Berlin vào năm ngoái và đưa về Việt Nam để xét xử do gây thiệt hại hơn 150 triệu đô la tại một chi nhánh của Petro Việt Nam. Ông Thanh bị buộc tội tham ô và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Phiên tòa Trịnh Xuân Thanh với hình ảnh Trịnh Xuân Thanh sáng tay thì rõ ràng nó là chứng minh cho điều là không có vùng cấm. Đấy. Rõ ràng là như thế, lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam thì một ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm đã trở thành bị cáo đứng được phần móng ngựa bị còng tay như thế. Thì đó rõ ràng là một phiên tòa lịch sử mà rõ ràng là không có vùng cấm. Trong cùng ngày, đài truyền hình nhà nước VTV1 loan tin mức phạt tù tối đa đối với các vi phạm có chủ ý về quản lý nhà nước là 20 năm tù. Báo VN Express nói rằng với cả hai tội danh bị truy tố, ông Trịnh Xuân Thanh có thể đối mặt với án tử hình. Có lẽ là Đinh La Thăng sẽ bị tuyên ở cái mức khoảng độ 15 năm gì đấy. Nhưng mà đây chỉ là một vụ án ban đầu, và Đinh La Thăng sẽ liên tới đến hàng loạt các vụ án khác nữa. Cũng trong cái vụ án khác chứ không phải vụ án này không, thì tôi cho rằng 2-3 cái vụ án cộng vào thì tôi nghĩ bản án cho Đinh La Thăng sẽ ít nhất sẽ là từ 20 đến 30 năm tù. Còn đối tượng Trung Thanh, trong cái sự khí thế củi lửa hừng hực chống tham nhũng của cái lò ông trọng như thế này, thì tôi cho rằng Trịnh Xuân Thanh sẽ khó thoát khỏi một cái án tử. Báo Tiền Phong cho biết, hai ngày trước khi diễn ra phiên sơ thẩm, chiều 5 tháng 1, gia đình ông Thanh đã đến Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội nộp 2 tỷ đồng và cơ quan này đã nhận số tiền trên. Các nhà phê bình lên tiếng nghi ngờ rằng chiến dịch chống tham nhũng này có động cơ chính trị và nhắm vào những người thân tín với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bị hất khỏi chính trường trong cuộc đấu đá nội bộ năm 2016. Vụ xử theo dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 1. Luật sư người Đức đại diện cho Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí PPC cho biết Trịnh Xuân Thanh đã bác bỏ mọi cáo buộc dành cho mình, bao gồm cả cáo buộc tham nhũng. Bà Petra Slagenhoff là luật sư đại diện cho Trịnh Xuân Thanh khi ông này xin tị nạn tại Đức hồi năm ngoái. Bà Slagenhoff xác nhận tin này với Đài Á Châu Tự Do sau các trao đổi với các luật sư Việt Nam đại diện cho Trịnh Xuân Thanh. Chính phủ Đức cáo buộc Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về nước hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, Việt Nam đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định Thanh đã về nước đầu thú. Trịnh Xuân Thanh và cựu ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí PVN Đinh La Thăng cùng 20 lãnh đạo khác tại PVN đang phải ra tòa tại Hà Nội hôm 8 tháng 1 đối mặt với các cáo buộc tham nhũng và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý,
gây hậu quả nghiêm trọng. Trịnh Xuân Thanh đang phải đối mặt với cả hai cáo buộc này và nếu bị kết án có thể phải đối mặt với án tù nhiều năm hoặc cao nhất là tử hình. Trước đó, khi còn ở Đức, bà Slagenhoff cho biết Trịnh Xuân Thanh đã bác bỏ những cáo buộc về tội cố ý làm trái. Cáo trạng được đại diện Viện Kiểm sát đọc trước tòa cho biết trong thời kỳ ông Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị ở PVC giai đoạn 2009-2013, ông Thanh đã cho đầu tư vào 46 công ty con với tổng số tiền hơn 3.400 tỷ đồng, vượt hơn 1.000 tỷ đồng so với vốn điều lệ gây mất cân đối. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thanh đã chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng trái quy định để PVC nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la và hơn 1,3 tỷ đồng, chỉ đạo sử dụng hơn 1 tỷ đồng số tiền tạm ứng vào mục đích khác. Liên quan đến cáo buộc tham nhũng, cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng với một số lãnh đạo khác của PVC lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng để chia nhau sử dụng cá nhân. Trong đó, ông Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Trịnh Xuân Thanh cùng với 3 bị cáo khác cũng phải chịu trách nhiệm trong việc sử dụng chung khoản tiền 1 tỷ rưỡi đồng. Hôm 5 tháng 1, 3 ngày trước khi phiên tòa diễn ra, mẹ ruột của Trịnh Xuân Thanh là bà Đàm Thị Ngọc Kha đã đến Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội để nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Báo Vietnamnet trích dẫn đơn trình bày của bà Kha tiết lộ khi gia đình được vào thăm cặp con trai trong trại giam, động viên tinh thần trước khi ra hầu tòa, ông Thanh đã đề nghị gia đình khắc phục hậu quả thay cho mình, tự nguyện tạm thời khắc phục số tiền nhà nước bị chiếm đoạt xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Theo Bộ Luật Hình sự 2015 được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người bị kết án tử hình về tội tham mô tài sản, nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô nhận hối lộ và tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không bị thi hành án tử hình. Tuy nhiên, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc trong bài phân tích về phiên tòa được đăng trên trang blog cá nhân hôm 5 tháng 1 nhận xét. Trịnh Xuân Thanh là bị cáo duy nhất trong số 20 bị cáo có thể phải chịu án tử hình. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã kết luận Thanh không thành khẩn, tìm cách lẩn trốn, truy bắt và cản trở việc điều tra. Trước khi phiên tòa diễn ra 3 ngày, bà luật sư Slagenhoff cũng đã đáp máy bay vào Việt Nam nhằm trao đổi với các luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh trước phiên tòa. Tuy nhiên, khi đến sân bay Nội Bài, Hà Nội vào ngày 5 tháng 1, bà đã bị buộc phải rời khỏi Việt Nam, mặc dù theo quy định công dân Đức có thể vào Việt Nam không quá 15 ngày mà không cần visa. Bà Slagenhoff cho biết nguyên nhân được giới chức Việt Nam đưa ra là căn cứ theo Điều 21 Luật Nhập cảnh xuất cảnh cư trú tại Việt Nam. Theo những quy định trong điều này, người bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam có thể vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, bà cho biết nguyên nhân chính, theo bà, là vì bà là luật sư đại diện cho ông Thanh tại Đức. Họ lúc đầu không đưa ra một lý do nào về việc không cho tôi nhập cảnh. Tôi phải đòi hỏi họ đưa ra bằng được thì họ mới đưa cho tôi bản copy. Nhưng tôi có thể hiểu một chút tiếng Việt và tôi nghe họ nói với nhau rằng tôi là luật sư của Thanh. Theo luật sư Slagenhoff, việc cấm bà nhập cảnh vào Việt Nam cũng có thể làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Việt Nam với Đức, vốn đã không dễ chịu gì kể từ sau cáo buộc bắt cóc từ phía Đức hồi năm ngoái. Chính phủ Đức hiện đã đóng băng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và đòi hỏi phía Việt Nam phải có giải pháp thỏa đáng đối với vấn đề này. Ngoài ra, luật sư Slagenhoff cũng bày tỏ quan ngại về sự độc lập của phiên tòa xét xử và kết quả của phiên tòa. Don't expect very much from this court and this trial because in Vietnam the justice is not independent of the political power. Tôi không hy vọng gì vào phiên tòa vì ở Việt Nam hệ thống tư pháp không độc lập với quyền lực chính trị. Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố trước công chúng là thân chủ của tôi có tội, thì tôi còn trông đợi gì? Phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng và các đồng phạm được đánh giá là một sự kiện quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động gần 2 năm qua. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên, một cựu ủy viên Bộ Chính trị, ông Đinh La Thăng, phải ra hầu tòa về cáo buộc sai phạm kinh tế.
Giáo sư Cartier đánh giá việc Trịnh Xuân Thanh bị kết án sẽ có những tác động đối với những quan chức có vấn đề khác, nhưng vấn đề tham nhũng không thể giải quyết được tận gốc. Nếu Thanh bị kết án thì điều này sẽ có tác động lên các quan chức cấp cao có liên quan đến sai phạm lớn, dẫn đến thất thoát nghiêm trọng cho nhà nước. Tuy nhiên, ngay cả ở các nước lớn, các vụ sai phạm lớn không thể được loại bỏ hoàn toàn. Cá nhân tham lam và sẵn sàng liều lĩnh để có được những lợi ích lớn mà họ hy vọng nhận được. Trong trường hợp của Việt Nam, tham nhũng ở mức độ lớn chỉ có thể được giải quyết bởi các cơ quan điều tra và kiểm toán độc lập và một hệ thống báo chí tự do hơn, không chịu tác động chính trị. Luật sư Slakenhoff thì cho rằng bản án dành cho Trịnh Xuân Thanh chắc chắn đã được chuẩn bị từ trước khi phiên tòa diễn ra. Và với những gì mà bà đã chứng kiến, bà không có hy vọng gì vào kết quả của phiên tòa. Điều quan trọng, theo bà, vào lúc này là những gì sẽ diễn ra sau đó. Tin tức được đưa ra theo hình thức nhỏ giọt từng diễn biến một. Trước tiên là kết quả phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tất cả ủy viên có mặt đồng thuận với nghị quyết cho thôi chức đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng. Vài giờ đồng hồ sau đó, báo chí trong nước đồng loạt đăng tải ngay quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về việc khởi tố lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh La Thăng và có hiệu lực ngay lập tức. Những sự việc này tuy diễn ra cùng một lúc, mang tính chất rất đột ngột, nhưng với những người quan sát tình hình chính trị Việt Nam thì họ không có nhiều ngạc nhiên. Đưa ra đánh giá đầu tiên về sự việc này, tiến sĩ kinh tế, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn nói với chúng tôi rằng đây là nguyên ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên của Việt Nam bị bắt. Nhận định thứ hai, theo ông, tuy đã có một luồng dư luận đề cập đến việc Đinh La Thăng bị bắt giam, nhưng ngay chính cá nhân ông trước đây cũng chưa thể khẳng định về hình thức kỷ luật mà Đinh La Thăng sẽ nhận lãnh. Do đó, một nửa ngạc nhiên, một nửa không là trạng thái ông đón nhận sự việc này. Tôi có phần ngạc nhiên. Đây là một cái kịch bản lặp lại của tháng 4 năm nay, tháng 4 năm 2017. Cuối tháng 4 thì trong cái bối cảnh mà lúc đó đã có thông tin là ông Thăng không bị hề hấn gì. Không bị hề hấn gì bởi cái vụ mà tập đoàn Dầu khí Quốc gia. Thì đột ngột là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng là công bố kết luận kiểm tra đối với Đinh La Thăng về những cái sai phạm được coi là hết sức nghiêm trọng, rất nghiêm trọng vào cuối tháng 4. Và chỉ 2 tuần sau đó thôi thì tại Hội nghị Trung ương 5 thì Đinh La Thăng chính thức là mất ghế Ủy viên Bộ Chính trị. Thế thì kỳ này là kịch bản lặp lại cũng khoảng 2 tuần. Có nghĩa là vào ngày 25 tháng 11 thì ông Nguyễn Phú Trọng là chủ trì một cái cuộc họp quan trọng của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương. Và đã đưa ra một cái thông tin công khai là trong tháng riêng và tháng 2 là sẽ xử 2 vụ. Một là vụ Trịnh Xuân Thanh và hai là vụ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia. Nhưng mà không đề cập tới ông Đinh La Thăng. Có đề cập trực tiếp tới Trịnh Xuân Thanh nhưng mà không đề cập tới Đinh La Thăng. Cho nên là lúc đó có thông tin cho rằng, có dư luận cho rằng Đinh La Thăng thoát. Cũng không ngạc nhiên lắm là phản ứng của nhà báo tự do Nguyễn Vũ Bình. Theo phân tích của ông, nếu so sánh lại với sự việc Trịnh Xuân Thanh từng làm ồn ào báo chí thời gian qua thì sẽ thấy ngay việc gì đến sẽ đến. Tôi không ngạc nhiên lắm, cũng có hơi chút thôi. Bởi vì sự việc mà bắt ông Trịnh Xuân Thanh á, rất là nghiêm trọng và nó ảnh hưởng đến bang giao quốc tế. Cho nên là khi mà đã bắt Trịnh Xuân Thanh thì tức là phải lôi đến tận gốc rễ của vấn đề. Và những việc khi mà lôi đến tận gốc rễ của vấn đề thì sẽ ra cái việc mà ông Đinh La Thăng. Ông Trịnh Xuân Thanh mà nhà báo Vũ Bình vừa nhắc đến, nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trong thời gian làm việc tại đó từ 2011 đến 2013, ông bị cho là đã làm lỗ và thất thoát một số tiền lên đến 3.200 tỷ đồng. Sau đó ông lại được rút về Bộ Công Thương, rồi được bổ nhiệm làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Đó là chức vụ cuối cùng của ông trước khi bỏ trốn sang châu Âu và bị chính phủ Việt Nam truy nã quốc tế vào tháng 9 năm 2016. Ngày 31 tháng 7 năm 2017,
báo chí trong nước đưa tin ông về nước đầu thú ở Bộ Công an Việt Nam, xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước Việt Nam, nói rằng ông đã phạm sai lầm và quyết định về nước đầu thú. Tuy nhiên, báo chí tiếng Việt và tiếng Đức tại Đức cho biết ông Trịnh Xuân Thanh đã bị nhân viên an ninh Việt Nam sang Đức bắt cóc, đưa về nước qua đường Cộng hòa Czech. Nước Đức sau đó nói rằng ông Thanh bị bắt cóc trên lãnh thổ Đức và yêu cầu trả lại ông Thanh cho phía Đức. Yêu cầu này không được đáp ứng và Đức đã đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Cho đến nay, Việt Nam vẫn không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận việc có bắt cóc ông Thanh trên đất Đức hay không. Cũng không khác với những nhận định trên, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho rằng sự việc này đối với ông là hoàn toàn nằm trong đường đi có thể suy đoán được. Từ Hà Nội, ông nói với chúng tôi ông không hề ngạc nhiên. Không có gì ngạc nhiên, bởi vì như vậy cái bản chất của cái cuộc gọi là đấu đá phe phái là nó logic của nó phải như vậy. Lý do bắt giam và khởi tố ông Đinh La Thăng được cho biết là vì có những vi phạm nghiêm trọng trong việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp vốn 800 tỷ đồng vào Ngân hàng Cổ phần Đại dương Ocean Bank và mất trắng số tiền này. Cả PVN và Ocean Bank đều là những cái tên nặng ký trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xướng và làm Tổng Tư lệnh. Thế nhưng, Đinh La Thăng liệu có phải là cội rễ cuối cùng của một trong những đại án tham nhũng hay không? Câu trả lời của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng là chưa phải, và ông cũng cho rằng việc bắt giam khởi tố Đinh La Thăng chưa phải là cao trào của bản giao hưởng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Phạm Chí Dũng nói tiếp. Vấn đề Đinh La Thăng chỉ là tiền đề của một cái cuộc chiến sinh tử của ông Nguyễn Phú Trọng, của cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng, thể diện ông Nguyễn Phú Trọng. Yeah. Và cũng là sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng nữa. Tương tự với nhận định này là quan điểm của nhà báo Vũ Bình khi cho rằng Đinh La Thăng chưa phải là nhân tố kết thúc câu chuyện chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Theo tôi là nó chưa kết thúc. Và nếu như cái suy đoán của tôi mà hoặc là cái logic nó phát triển ấy, thì theo suy nghĩ của tôi là sẽ động đến cái mức cao hơn của ông Đinh La Thăng. Đấy, mà cao Đinh La Thăng thì chúng ta biết nó là cái người đã về hưu rồi. Thì đây là một cái chuyến có lẽ là không khoan nhượng rồi. Thêm vào đó, nhà báo Vũ Bình không cho rằng đây là cuộc chiến chống tham nhũng. Vì theo ông, gốc rễ của tham nhũng là cơ chế. Khi chưa thay đổi, giải quyết được cơ chế, tất cả việc chống và đánh tham nhũng chỉ là tranh giành phe phái. Tuy rằng theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, rất khó để đưa ra dự đoán về bước kế tiếp. Nhưng theo quan điểm cá nhân ông, rất có thể hồi kế tiếp của việc này là con đường dẫn đến cửa nhà của cấp cao hơn Đinh La Thăng và đã về hưu. Như vậy thì cái đường đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất có khả năng sẽ dẫn thẳng tới cửa nhà ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng. Thế nhưng, ông nhấn mạnh suy nghĩ này chỉ là 50/50. Phân tích rõ hơn, nhà báo Phạm Chí Dũng nói rằng Việt Nam không phải là Trung Quốc, Nguyễn Phú Trọng không phải là Tập Cận Bình. Muốn làm việc lớn thì cần phải có cái đầu lớn, lá gan lớn và những cánh tay mạnh mẽ trong cái cuộc chiến chống tham nhũng. Nhưng mà trong suốt gần 2 năm vừa qua thì có thể nói là cái thành tích được coi là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng là quá là nhỏ bé, quá là khiêm tốn so với Trung Quốc. Thế cho nên là cái chuyện mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn làm một cái việc gì đó lớn, đòi hỏi cái bản lĩnh của ông ghê gớm. Thì riêng về cái phần bản lĩnh của ông Nguyễn Phú Trọng đó là một mối hoài nghi cũng rất lớn. Riêng đối với cá nhân tôi thì còn lớn hơn nữa, đó là sự nghi ngờ. Chính vì vậy, tuy nói rằng sau Đinh La Thăng, con đường đi tiếp của ông Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ dẫn đến trước cửa nhà của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng ông Phạm Chí Dũng cũng nhấn mạnh là sẽ không dễ dàng như dư luận đồn đoán. Qua tất cả những quan sát và phân tích của những người quan tâm đến tình hình chính trị Việt Nam hiện nay, câu hỏi sau Trịnh Xuân Thanh, sau Đinh La Thăng sẽ là ai vẫn còn là một câu hỏi lớn.
Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng Giêng, Tòa án Hà Nội bắt đầu xét xử cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và 21 đồng phạm về tội gây thiệt hại và thất thoát nhiều ngàn tỷ đồng tiền vốn và tài sản của nhà nước trong thời gian từ năm 2005 đến 2011. Lúc các bị cáo đang điều hành guồng máy lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được gọi tắt là PVN, và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, tức PVC. Ông Đinh La Thăng, 57 tuổi, bị truy tố với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, có thể lãnh bản án từ 10 đến 20 năm tù. Trước khi bị truy tố, ông Thăng từng giữ những vai trò quan trọng trong đảng cũng như trong chính phủ, như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số 21 bị cáo cùng bị xét xử chung với ông Thăng, được chú ý đến nhiều nhất là ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Ông Thanh bị truy tố hai tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước và tội tham mô tài sản. Nếu bị tòa xác nhận có tội tham mô tài sản, ông có thể lãnh án tử hình. Ông Thanh được thế giới biết đến vì hồi năm 2016, khi đang làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông bất ngờ bỏ trốn sang Đức xin tị nạn chính trị. Một năm sau đó, chính quyền Việt Nam cho biết ông Thanh tự ý quay về Hà Nội và ra đầu thú, trong khi chính phủ Đức khẳng định ông này bị công an từ Việt Nam sang bắt cóc đưa về nước. Vụ việc vừa nêu khiến quan hệ Berlin-Hà Nội trở nên khó khăn. Chính phủ Đức đã ban hành một loạt quyết định cứng rắn như trục xuất một nhân viên sứ quán Việt Nam về nước và đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Theo tin tức được phổ biến trên trang thông tin chính phủ, phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tuần lễ đến ngày 21 tháng Giêng năm 2018 mới kết thúc. Tổng cộng có tới 44 luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong đó có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng và 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Cũng cần nói thêm là đáng lý ra là số luật sư đại diện cho ông Thanh còn đông hơn nữa. Nhưng trước ngày phiên tòa diễn ra thì có 2 luật sư trong danh sách những luật sư bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh quyết định rút lui. Một trong 2 người này nói với đài BBC rằng đây là một vụ án quan trọng, nhưng vì không có đủ thì giờ nghiên cứu hồ sơ tài liệu nên không thể nào bào chữa tốt nhất cho bị cáo.